Đây, đây là cái mặt hàng chính của chúng ta ngày hôm nay, vừa mới được kéo về xong. Thì một chút nữa mình sẽ mở hộp nó xem nó là cái chiếc xe gì. Đây, được kéo bằng hẳn cái một chân siêu trường siêu trọng này, rất là nhiều bánh. Và trên cái vỏ hộp này thì nó hé lộ được cho các bạn biết là cái chiếc xe này nó có cái hãng Leso rồi. Nay mình phải kéo cái máy ủi này cho nó oanh. Rồi, mình làm việc luôn. S6 à. Cái này là 10 kênh. 10 kênh luôn. Tiếp mình mở.
phần đuôi xe. Đây, phần đuôi xe thì đèn hậu này. Sẵn thứ vào đây để mình cắm giấy này. Bước lên xuống, bước lên để đậy bạt, xong móc này mà. Đây, cái này là bơm dầu, chả khác gì chứ thật. Cầu đấy, rô tuyên đã được cải thiện bằng inox, tất cả các rô tuyên này rằng là đều bằng inox hết rồi, thật đẹp. Thì sai trung tâm nhìn thấy nó bốn cầu. Khóa đấy, khóa bên đấy các bạn. Đấy, đấy, mở ra chưa? Đấy, hạ xuống khóa luôn này.